Một hình thức khác của tình thương. Dấn. Phần đông người ta hay nói Thượng Đế là vô sở bất tại. Thượng Đế chỗ nào cũng có, và Thượng Đế có từ trên thiên đàng cao nhất xuống tới địa ngục thấp nhất. Thượng Đế hiện hữu trong tất cả cái đẹp của cuộc đời. Khi những màu nhiệm xảy ra, Thượng Đế cũng có trong mọi sự tăm tối của cuộc đời, khi mọi chuyện đều sai trái. Vì Thượng Đế là vô sở bất tại, nên những phẩm chất của Thượng Đế cũng phải là vô sở bất tại, như phẩm chất của tình thương chẳng hạn. Phẩm chất này ra sao khi Thượng Đế ở trong địa ngục tăm tối nhất, khi tất cả mọi thứ trong đời đều sai trái? Sư phụ, đó là một hình thức thương yêu khác để nhắc nhở chúng ta trở về với khía cạnh cao thượng hơn của cán cân. Giống như cầu thang vậy, nếu đi lên một chút nữa, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhiều hơn, nó cao hơn. Nếu chúng ta ở dưới, trong hầm thì tối hơn, chẳng hạn vậy. Nhưng nó vẫn thuộc về căn nhà đó, phía tối của Thượng Đế là địa ngục, đó là lương tâm của chúng ta. Khi chúng ta phủ nhận Thượng Đế, chúng ta sẽ không thấy Thượng Đế. Không phải là lúc đó Thượng Đế không hiện hữu, mà là chúng ta quay mặt đi vì chúng ta đã làm điều gì đó tội lỗi. Cho nên địa ngục là do chính chúng ta tạo ra. Địa ngục chỉ là chỗ cho lương tâm đối diện với sự trừng phạt của nó, sự phán xét của chính nó. Không có Thượng Đế nào tạo ra cả. Chúng ta đã chọn nhiều cách để thi triển năng lực của mình, ngay cả lực lượng làm những điều đen tối, phủ định, độc ác, rất trái đạo đức. Chúng ta chọn được chơi lòng vòng, chúng ta chọn thám hiểm vũ trụ, chúng ta chọn được học hỏi để biết chúng ta có thể làm được điều gì khác ngoài việc làm Thượng Đế. Chúng ta chọn làm nhiều thứ và chọn nhiều góc cạnh để tìm hiểu chính mình. Khi chọn làm điều không phải đạo, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gọi là địa ngục. Đó là lúc chúng ta từ chối phẩm chất cao thượng của Thượng Đế. Chúng ta chọn quay lưng đi để xem thử nó như thế nào. Đây là đẳng cấp của linh hồn. Đầu óc không ý thức được điều này. Nếu đầu óc ý thức được những gì nó đang làm, nó sẽ không làm. Đầu óc chỉ là công cụ của linh hồn. Linh hồn muốn thể nghiệm điều gì đó mới lạ, muốn tìm hiểu lực lượng của nó, muốn đi vào những góc cạnh sâu hơn của vũ trụ và trở lại. Muốn đi đến một nơi rất xa trong vũ trụ để coi có gì bên đó. Muốn làm điều gì thật độc ác để xem cảm giác nó như thế nào. Rồi sau đó học làm Thượng Đế trở lại, cao thượng trở lại. Đó chỉ là một hình thức khác của tình thương. Địa ngục là để nhắc nhở chúng ta đừng như vậy, đừng độc ác, đừng phủ định, đừng tối tăm. Hãy trở lại, trở lại, trở lại, vậy thôi. Khi quý vị cảm thấy khủng khiếp là quý vị đang trực diện một góc cạnh của địa ngục. Quý vị đang đối diện bức tường. Quý vị đã tới ngõ cùng và đối mặt với bầu không khí đen tối, khủng khiếp. Và rồi không sớm thì muộn, quý vị sẽ phải trở về. Cho nên đó là một hình thức khác của tình thương. Thượng Đế ở nơi tăm tối đó để nhắc nhở quý vị trở về với ánh sáng. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 10 tháng 5 năm 1997. Bản tin số 87. Thượng Đế tuyệt đối từ bi. Dấn. Nếu Thượng Đế có lòng bác ái, Ngài giải thích sao về thảm nạn diệt chủng của người Do Thái? Sư phụ, làm sao tôi có thể giải thích tất cả những việc khác đây? Thượng Đế tuyệt đối từ bi, thậm chí với nạn diệt chủng của người Do Thái. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy lòng nhân từ theo cách của Ngài. Chúng ta mong đợi lòng nhân từ theo lối khác. Chúng ta kỳ vọng Thượng Đế làm việc theo cách mà đầu óc chúng ta nghĩ, nhưng Thượng Đế có trí huệ của Ngài và mục đích cùng kế hoạch riêng của Ngài cho từng cọng cỏ trên hành tinh này và mọi nơi khác trong vũ trụ. Nếu quý vị có cơ hội đi lên thiên đàng và gặp những linh hồn gọi là nạn nhân của cuộc diệt chủng, quý vị sẽ nghe họ kể về biết bao niềm an lạc, sung sướng, mỹ diệu, ân sủng, hạnh phúc mà họ nhận được sau khi rời bỏ nhà tù vật chất này, cái gọi là thể xác. Họ không nuối tiếc chút nào cả.
Chỉ có chúng ta thấy bằng cặp mắt phàm, nghe bằng đôi tai phàm, suy nghĩ bằng đầu óc vật chất, cảm nhận bằng trái tim trần gian, cho nên chúng ta không thể hiểu được. Nhưng nếu chúng ta lên thiên đàng gặp những người đã đi tới đó, chúng ta sẽ thấy không có chuyện gì xảy ra cho họ. Nạn nhân không phải là những người Do Thái trong cuộc tàn sát diệt chủng. Nạn nhân là những người đã gây đau khổ cho người Do Thái bởi vì họ quá vô minh, quá xa lìa Thượng Đế và họ đau khổ rất nhiều do những gì họ đã gây ra. Nhưng những người gọi là nạn nhân, họ rất vui. Họ rời khỏi nhà tù, rời khỏi sự giới hạn của thế giới vật chất này. Họ có tất cả mọi thứ và họ rất sung sướng. Tôi muốn cho quý vị biết, bất cứ ai làm cho một chúng sinh khác đau khổ, người đó sẽ đau khổ còn lâu hơn nữa do lương tâm của chính họ, chứ không phải Thượng Đế trừng phạt họ. Thượng Đế không bao giờ trừng phạt ai hoặc chúng sinh nào, chỉ là chúng ta có ý chí tự do. Bất luận điều gì, chúng ta chọn làm đều có một hậu quả. Nếu chúng ta chọn gây đau khổ cho những người khác, sự đau khổ này sẽ quay trở lại chúng ta mãnh liệt gấp ngàn lần. Và đó là cách mà chúng ta phải luôn luôn học. Cho nên bất cứ ai đối xử tàn nhẫn, tệ bạc với chúng ta, hãy gia trì cho họ, gia trì cho họ. Bởi vì họ sẽ gặp rắc rối. Đó là lý do mà Thánh Kinh có nói, hãy thương yêu kẻ thù. Bởi vì họ thật sự rất cần tình thương, họ thật sự cần tình thương rất nhiều, nhiều lắm. Họ thiếu thốn, không có tình thương. Họ rất thiếu tình thương. Đó là vì sao họ có thể làm những điều khủng khiếp đối với các anh chị em khác. Còn những nạn nhân thì sẽ được Thượng Đế thương yêu, sẽ được Thượng Đế đón nhận, sẽ được an ủi, sẽ được đền bù gấp ngàn lần, gấp triệu lần để bù đắp cho sự đau khổ của họ. Cho nên, họ sẽ là người được hưởng rất nhiều. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 21 tháng 11 năm 1999. Thượng Đế ngự trong chúng ta. Mặc dù tôi biết Thượng Đế có thể làm bất cứ gì, nhưng cứ để vậy. Thượng Đế làm được mọi việc, nhưng Ngài không làm, bởi vì chúng ta phải làm. Thượng Đế không phải ở đó làm mọi việc cho chúng ta nếu chúng ta không muốn tự mình làm. Chúng ta phải yêu cầu, chúng ta phải muốn, chúng ta phải tạo thế giới của chính mình, chúng ta phải chủ động làm. Chúng ta phải nhận thức Phật tánh bên trong, năng lực mạnh mẽ mà mình có. Chúng ta phải phát triển nó, phải nhớ đến nó, phải tận dụng nó. Chúng ta phải bước đi như một Thượng Đế trên địa cầu. Chỉ lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng Thượng Đế là chúng ta. Thượng Đế có thể làm mọi việc, dĩ nhiên, nếu không, Ngài không phải là Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế làm mọi việc để làm gì? Ngài đã làm rồi, tạo cả vũ trụ cho chúng ta, tạo ra vạn vật. Giờ đây, chúng ta đã ở trong sự sáng tạo này. Tùy chúng ta có muốn sử dụng năng lực của mình không, có muốn tạo cho mình thành những gì mình muốn, bằng sức mạnh niềm tin, bằng kiến thức về chân tánh, bằng sự giác ngộ của chính mình. Bằng không, Thượng Đế vô dụng, nói thật vậy. Thượng Đế đã làm xong công việc của Ngài. Ông già đáng thương, cần nghỉ ngơi, nghỉ mát. Thật ra nếu Thượng Đế làm mọi việc dù không ai yêu cầu, thì chúng ta ở đây làm gì? Làm sao chúng ta nhận thức được sự vĩ đại của mình? Cho nên tùy chúng ta có muốn trở thành một Thượng Đế hay làm gì khác, quyết định là ở quý vị. Nghe thì hay, nhưng quý vị phải áp dụng. Chúa ơi, thật khó trở thành Thượng Đế. Tại sao không? Nếu mọi người, mọi thánh kinh, mọi kinh điển, mọi tôn giáo đều tuyên bố quý vị là con cái Thượng Đế, vậy bây giờ quý vị muốn là gì đây? Đó là vì đầu óc, não bộ, phong tục xã hội khiến chúng ta nghĩ mình thấp kém, yếu đuối, thậm chí không dám tin là Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta mọi thứ. Cầu xin bất cứ gì quý vị sẽ được, nhưng quý vị không dám. Đa số người không dám mơ ước Thượng Đế ban cho mình điều này, điều kia. Tại sao không? Đó là công việc của ông già.
Nhiều người không cầu đến Ngài, nên Ngài đi nghỉ phép, nghỉ Giáng sinh chẳng hạn. Thượng Đế ngự trong quý vị, Thượng Đế chính là quý vị. Mọi bài giảng đều chỉ là về đề tài đó. Đó là điều duy nhất quý vị phải làm, nhớ lại chính mình, nhớ rằng mình vĩ đại, nhớ là quý vị có thể tạo bất cứ gì mình muốn bằng sức mạnh của niềm tin, bằng lực lượng của sự giác ngộ. Nhưng đôi khi, vì quá quen với điều ít hơn, chúng ta không dám tin mình có thể được cái này, cái kia, cái nọ. Cũng được, cũng được. Chúng ta cũng không cần có quá nhiều, chúng ta cũng không cần phải là triệu phú, giàu có này nọ, nhưng vẫn có thể được. Có thể được ngay cả với sự hiểu biết tâm linh, có thể thành bất cứ gì quý vị muốn, có bất cứ gì quý vị muốn, với điều kiện quý vị phải thật muốn, với điều kiện quý vị thật sự muốn và biết mình sẽ được. Thường thường quý vị nói, tôi không nghĩ tôi sẽ được, nhưng tôi cứ xin, nhưng chắc là không được. Đó là điều ngăn cản mình không có được những gì mình muốn. Chưa gì đã nghĩ là ông già sẽ không cho. Điều đó cũng được, nếu quý vị có đủ ăn, tốt, nếu quý vị có đủ mặc, không sao. Không cần muốn quá nhiều, cũng được, nhưng không phải không thể. Tôi chỉ muốn nói quý vị biết, rất nhiều người đã chứng minh chỉ bằng trí lực họ có thể di chuyển đồ vật, có thể đi trên lửa, có thể đi trên nước. Họ có thể đâm dao xuyên qua má, từ tay này tới tay kia mà không sao cả, không rơi đến một giọt máu. Ngay cả với lực lượng đầu óc thôi, lực lượng Atula, quý vị đã có thể làm được vậy. Họ nói rằng Hoa Kỳ là miền đất của cơ hội, có lẽ đúng. Bởi vì người Hoa Kỳ có ý chí cương quyết, họ tin họ có thể làm được, họ luôn luôn đòi hỏi tốt hơn nữa. Họ không do dự hay e ngại khi yêu cầu ai, kể cả Thượng Đế, để thực hiện ước mơ của họ. Chúng ta nên như vậy. Cho nên đừng tìm cách bỏ nhà đi hay ẩn náu chỗ nào, thậm chí ẩn náu nơi Minh Sư. Minh Sư là quý vị có Minh Sư bên trong. Chúng ta khác nhau chỗ nào? Có thể chỉ số thông minh của quý vị còn cao hơn của tôi, ai biết được. Có một cuốn phim ở Hoa Kỳ do anh chàng John Travolta đóng. Tôi không biết tựa phim, nhưng phim nói về một người có năng lực di chuyển đồ vật, đồng thời có khả năng biết những hiện tượng đang xảy ra từ những nơi rất xa và có thể tiên đoán gì đó hoặc có thể đọc thông điệp của người khác qua không khí. Nhiều người không tin, cho dù nhìn thấy họ cũng không tin. Họ không tin rằng đó chỉ là sự tập trung của đầu óc. Họ muốn giải phẫu óc của anh ta để xem có gì khác biệt, cho nghiên cứu khoa học để tìm xem có khác biệt gì giữa óc của anh ta, giữa anh và người khác, người được gọi là bình thường. Không có gì khác biệt, họ có thể giải phẫu đến khi tất cả dây thần kinh được cắt ra thành ngàn tỷ mảnh. Họ cũng sẽ không thấy có gì khác biệt. Dù sao có khác nhau chút ít giữa người với người, nhưng không có gì khác đến vậy nếu quý vị tập trung tâm trí. Chỉ là sức mạnh của sự tập trung. Nếu quý vị giải phẫu não bộ, không có nhiều khác biệt. Cho nên, ngay cả có tài cũng nguy hiểm, khoe khoang thần thông của mình. Đó là lý do tôi bảo quý vị đừng nói cho ai biết thành quả của mình. Nhiều khoa học gia chỉ tin vào những gì họ có thể sờ hoặc chứng minh. Cho nên, đôi khi thiên tài khó sống trên thế giới này. Nhiều khi thiên tài đã đến và đi không ai biết, không ai nhận ra, và còn bị xã hội hãm hại, cũng chỉ vì con người quá vô minh. Họ không biết những gì thiên tài đó biết, cho nên không tin. Họ tìm cách hại người đó. Đôi khi họ tìm cách chứng minh bằng vật chất đến nỗi hại người tài giỏi đó, hoặc chúng sinh tài ba, hoặc tâm linh đó, cũng chỉ vì vậy. Thượng Đế sẽ cung cấp phương tiện. Không cần biết thời gian bao lâu để chúng ta hiểu, Thượng Đế sẽ cho thời gian, công cụ, thông tin và phương tiện. Thượng Đế sẽ mở đường, Thượng Đế sẽ tạo con đường. Thượng Đế sẽ cung cấp phương tiện cho chúng ta nếu cần thiết để chúng ta hiểu những căn bản về đời sống này,
và sự liên quan của nó với vũ trụ. Chúng ta có thời gian bất tận để học hỏi, nhưng chúng ta có thể được ngay bây giờ. Điều đó chúng ta có thể được qua pháp môn ánh sáng và âm thanh. Chúng ta có được tức khắc. Còn không, chúng ta có thể đợi, đợi mãi qua những lỗi lầm, những đau khổ, những phiền não và qua những niềm hạnh phúc ngắn ngủi cho đến một ngày chúng ta học bài học. Vì thế Thượng Đế mới phái một người nào đó, một sứ giả đến để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể có nó một cách mau chóng, rất mau và tức khắc như từ ngàn xưa đã dạy rồi. Nếu quý vị đã không đợi, nếu quý vị đã có được rồi thì tốt hơn. Nhưng nói với bạn bè quý vị, nếu họ muốn đợi hoài hoài thì cũng không sao đối với Thượng Đế. Mọi người cười. Thượng Đế rất kiên nhẫn vượt bậc. Với sự thiền quán nội tại và câu thông bên trong này, chúng ta chẳng bao lâu sẽ khám phá ra rằng tất cả đều được an bài, mọi thứ đều ok dưới ánh mặt trời. Thượng Đế chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mọi chúng sinh. Vì thế chúng ta mới sung sướng, vì thế mà chúng ta thỏa mãn, vì thế mà tất cả những phiền não, đau khổ ở thế giới này không thể ảnh hưởng chúng ta, bởi vì chúng ta biết chân lý duy nhất, chân lý bất biến, đó là Thượng Đế chăm sóc tất cả mọi việc. Cho nên sư phụ nghĩ rằng chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế mỗi khi Ngài cho chúng ta cơ hội để học hỏi một cách mau chóng nhất, để hiểu chân lý mà có thể xóa hết tất cả những đau khổ của chúng ta. Vì chân lý thật sự sẽ giải thoát chúng ta. Điều duy nhất giải thoát chúng ta là chân lý. Nếu không biết điều này, chúng ta luôn luôn lo âu, luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Tại sao có khổ đau? Tại sao lại có người hoạn nạn? Tại sao lại có thiên tai? Rồi vì không biết, chúng ta luôn lo lắng. Chúng ta cố chăm lo mọi việc nhỏ nhặt, nhưng chúng ta không thể nào lo cho xuể. Bởi vì tất cả mọi việc xảy ra theo sự sắp đặt của vũ trụ, mà chúng ta chỉ là một phần tử nhỏ của vũ trụ. Chúng ta cứ lo lắng như thể mình là Thượng Đế. Chúng ta cố gắng sắp xếp hòa bình thế giới. Chúng ta ráng làm mọi thứ ở đời để đạt được những gì chúng ta nghĩ là phải đạt. Rồi chúng ta quên rằng chỉ thiên ý sẽ được thi hành, không phải ý của chúng ta, vì chúng ta không biết gì cả. Chỉ khi chúng ta thiền quán Thượng Đế, trực tiếp câu thông với Thượng Đế, qua ánh sáng và âm thanh, thì chúng ta mới hiểu. Chúng ta biết hết tất cả mà không cần phải học từ người nào, không cần đọc sách, đọc báo, chúng ta hiểu một cách sâu xa và vĩnh viễn. Quý vị biết hết mọi thứ nếu quý vị thiền đều đặn và tinh tấn. Không có gì mà sư phụ cần chỉ dạy quý vị, không có người nào cần dạy dỗ quý vị cả. Bởi vì quý vị là thầy của chính mình, ai cũng có Thượng Đế bên trong và ai cũng biết vậy. Cho nên chúng ta càng trở về với trí huệ và lực lượng sư phụ của chính mình, chúng ta càng hiểu biết. Đó là một lối dạy rất tự nhiên. Không phải dạy bằng ngôn ngữ, mà dạy từ bên trong. Rất là giản dị. Rất tiếc rằng người đời không biết, nó rất là đơn giản như không khí chúng ta hít thở, đơn giản như nước chúng ta uống. Chân lý và đường về chân lý vô cùng giản dị. Nhưng người đời họ quá quen với những sự phức tạp, họ quen với những thứ đắt tiền, những thứ khó kiếm. Cho nên khi điều gì được cống hiến quá đơn giản, mau chóng và vô điều kiện, thì họ không hiểu. Quý vị thấy người đời làm việc ra sao rồi? Họ làm 8 tiếng, 10 tiếng, 15 tiếng, 18 tiếng. Để làm gì? Chỉ để được một mái nhà che trên đầu. Chỉ để có một, hai bữa ăn một ngày. Vài bộ quần áo để mặc. Và có thể một chiếc xe để đi làm. Và họ làm thật vất vả cho những nhu cầu tối thiểu cần thiết của đời sống. Người ta quen với sự cực nhọc rồi, vì thế cho nên họ không thể tin tưởng vào điều gì cho không. Bất cứ điều gì đơn giản, bất cứ điều gì trực tiếp và vô điều kiện như vậy. Cho nên, bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta muốn nhận trách nhiệm này là nhắc nhở người khác và cố gắng hết sức mình bằng tất cả sự yêu thương và tử tế.
mà chúng ta nhận được từ Thượng Đế khiến cho người ta hiểu được rằng những gì tốt nhất luôn luôn đơn giản và luôn luôn vô điều kiện. Chúng ta chứng minh điều này qua tiêu chuẩn sống của mình, qua phẩm chất đạo đức của mình, qua sự thương yêu tử tế mà mọi người thấy được. Chúng ta phải thể hiện tình thương của Thượng Đế qua lối sống của mình, qua hành vi của mình, qua sự dâng hiến và yêu thương Thượng Đế, và qua sự cống hiến và tình thương đối với toàn nhân loại. Đó là cách chúng ta hoằng pháp, không phải bằng ngôn từ mà bằng những tấm gương. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 18 tháng 8 năm 1995, bản tin số 54.